đội bóng đã lên ngôi vô địch mùa trước tại V-League một cách thuyết phục. Trọng Hoàng đường truyền cho Cai Kê, đây là Cai Kê. Quá cơ bản và quá thuận lợi dành cho Viettel FC trong cuộc đối đầu với KIA FC. Một cú dứt điểm rất nhẹ nhưng nó cực kỳ hiểm hóc để hạ gục được thủ thành Lui Casas. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực và đó là Trọng Hoàng, sự khác biệt đến ở hàng tiền vệ. Pha tranh chấp của Trọng Hoàng trong ngày mà anh trở lại. Chính Trọng Hoàng là người đã khởi nguồn cho pha bóng tấn công này. Chính anh là người đã chuyền bóng cho Cai Kê. Và sau đó thì số 7 của Viettel FC có một pha dứt điểm rất đôi đẳng cấp, rất đôi tinh tế và 2-0 cho chúng ta. Đối thủ cấp câu lạc bộ. Nhưng đây là cơ hội dành cho đại diện của Việt Nam. Và đó là bàn thắng. Bàn thắng tiếp theo của Cai Kê. Cực kỳ đẳng cấp với một tình huống dứt điểm khiến cho thủ thành Casas với pha banh người chỉ làm nền cho pha dứt điểm của tiền đạo mà số 7 Viettel mà thôi. Ngay sau đây thì Viettel FC cũng sẽ có những sự thay đổi người đầu tiên. 4-0 là quá đủ rồi. Pha đỡ bước một tốt và mở đà. Và sau đó là một nhịp dướn dứt điểm đến từ Cai Kê. Gọn gàng, đẳng cấp và cực kỳ hiệu quả. Năm 2021, bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình khẳng định sẽ được tiếp tục khi các câu lạc bộ của Việt Nam bước vào sân chơi châu lục. Viettel FC cùng AFC Champions League, Hà Nội FC, Sài Gòn FC với AFC Cup đồng hành cùng các câu lạc bộ Việt Nam trên đấu trường châu lục từ 26 tháng 6 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên truyền hình FPT và VTC3. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng 4C.